Vip ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố. Vip, tờ Hoan Dinh Việt Hoàn ngày 5 tháng 8, một lãnh đạo công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ xe ô tô điên gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe gây ra vụ việc. Kết quả cho thấy tài xế ô tô vi phạm gần 0,3 mg một lít khí thở. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã tạm giữ hình sự đối với lái xe ô tô gây ra vụ việc. Chiếc xe điên gây tai nạn rồi bỏ chạy qua hàng loạt con phố. Ảnh N.H. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 8, một tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 màu trắng mang biển kiểm soát đã phóng tốc độ cao, loạng choạng rồi đâm va vào một người phụ nữ đi xe máy trên phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Sau khi gây tai nạn, tài xế này không dừng lại mà bỏ chạy. Thấy vậy, nhiều người dân đã truy đuổi lái xe. Khi bỏ chạy tới phố Nguyễn Thị Thập, quận Thanh Xuân, lái xe ô tô đã đâm vào hai xe ô tô đang đậu bên đường và lao lên vỉa hè. Một chiếc xe ô tô màu đen bị đâm trên phố Nguyễn Thị Thập, ảnh N.H. lúc này, nhiều người dân đã quay lại và lôi lái xe ra khỏi ô tô khống chế và bàn giao cho công an. Sau vụ việc, ít nhất một người bị thương, nhiều phương tiện ô tô bị hư hỏng,